bây giờ đang dẫn hai bạn nhỏ hôm nay là đi nhà thờ Kiến. Đây là nhà thờ Kiến. Có cái khu vườn nè, đi coi cây này đâu có gì đâu, chợp lên đây nè, vô trong này nè, có gì đẹp ghê không. Cái dùng video cách nào? Mẹ quay được rồi, đừng có dùng video, con chụp hình thôi. Anh hai chụp hình mà bò lăn bò lết luôn ở dưới đất rồi. Dưới này đâu có cá đâu mà con chụp. Đây có cái hồ nước có tượng nè, có hai con vịt nữa kìa. Chỗ này chỗ mộ anh ơi, trong đó là mộ, trong đó là cái mộ, cái mộ của mấy cái người đánh góp ở đây nè. Dầu mà cho tiền không mất vô đây. Đi con. Đi vô trong nè, đi vô trong nè con. Đi, đi lên, cái lên. Đi lên, cái lên, đi con. Ở đây, trong này để cầu nguyện. Đây, xung quanh. Vô cầu nguyện. Có nguyện cái gì mà nói cô đây. Ok. Trong này là để cầu nguyện. Giống như là bên đạo Phật cũng nguyện cái gì đấy đúng không? Xong rồi phải được rồi phải tạ ơn. Ừ. Okay. Thắp nến tạ ơn. Không. Vô cầu nguyện con. Cái đó là mình không có được chuyện tới. Đó là những vấn đề nguy hiểm rất là quan trọng vô cùng. Mình là nó phải làm gì để cho sinh là có tiền, chung số, có gì đó. Oh, xin.
Xa đồ con, có cái xa đồ của cái tượng này vô nè, nó chiếu vô trong cái, con đứng ở đây chỗ mẹ nè, con đứng chỗ mẹ con mới thấy cái tòa nhà nó dạo quang vô cái kiến á. Từ từ con qua đây cái đã, đó là cái gì? Mình đi ra bên này nha. Bên này người ta nói này là gift shop, trong này có mấy cái đồ bán, đồ tượng chúa. Có chỗ để cho người ta ăn lên nghỉ ngơi. À. Em đi vô restroom. Phải restroom không vậy? Restroom đây. Đây là restroom á. Đây nè, đi xếp không? Đây là phòng chờ. Ok. Trong này là chỗ cầu nguyện đó con, đọc kinh đó. Mình không có làm phiền người khác nha. Sorry.
Trên đó là gì ta? Cái hiện kiện trên đó kìa. Wow, bộ kiện này lớn quá. Cái hiện kiện. Cả là đèn kèn á. Rất là đẹp luôn. Đây, cậu đang hình sóc. Hai chỗ bạc tinh rất là lớn.